Trong 14 buổi đó chúng ta làm được 3 việc. Tôi nhắc lại, ở mấy vị ở xa bên dưới cũng có nghe được. Chúng ta gia tài chỉ có 14 buổi và tôi hy vọng trong 14 buổi đó chúng ta làm được 3 việc. Việc thứ nhất là trước khi nói 3 việc phải nói trước là bà con đến đây là bà con phải làm quen với chúng tôi, chỗ là chúng tôi những người hay nói nóng bức tử. Cái nóng không là do lòng đại bi mà ra, có nghĩa là vì nó mát quá cho nên lâu lâu phải làm lại làm cho nó nóng lại chút để mà con chậm có tiện tới nổi sùng lên. Trong 14 ngày, trong 14 buổi đó tôi mong mình làm được 13 vị sau đây. Một, tôi không biết là bà con đến đây từ cái nguồn gốc nào, Nam Bắc Tông Khất Sĩ Cao Đài Hòa Hảo Hồi Giáo Thiên Chúa Cơ Đốc, tôi không biết. Thứ hai, tôi không biết rằng các vị vốn đến đây từ cái truyền thống của sư phụ nào, thí dụ như của ngài Viên Minh, ngài Giới Đức, hay là của ngài Kim Triệu, hoặc là bất cứ một vị sư phụ nào tôi cũng không biết. Cho nên trong mắt của tôi 14 ngày này là tôi chỉ làm việc với những người hoàn toàn mới tinh, như cô dâu mới về nhà chồng. Còn chỉ các vị đã ly dị 8 lần chỉ là chuyện cũ với vị, không cần phải xô cái hôn thú ra đây. Ok, chuyện thứ nhất là quý vị nắm được một cái tôi gọi là cái căn bản Phật pháp. Tại sao tôi cần cái đó? Là bởi vì quý vị có nhìn thấy mấy người homeless á, họ bị gọi là homeless là bởi vì một chuyện rất là dễ hiểu, bởi vì họ vốn không có được một cái bắt đầu. Người nhà quê ở dưới miền Tây Nam Bộ Việt Nam ấy, họ nghèo bằng trời đi nữa thì chuyện đầu tiên là họ phải có mấy cái cây tre hoặc là mấy cây gỗ nhỏ nhỏ họ dựng lên, rồi họ mới lấy mấy cái bao ni lông họ phủ lên. Họ phải có mấy cái cây cột, họ phải có cái mái nhà, rồi họ bắt đầu họ phủ đèn kia lên, rồi khi họ khá họ mới bỏ mấy cái bao ni lông ra, họ mới phủ lá lên. Rồi mai này khi họ khá hơn một chút nữa, họ bỏ lá ra, họ bỏ mấy cái miếng to lên, nghe kịp chưa? Nhưng mà chuyện đầu tiên là họ phải có cái sườn, các bạn nghe kịp không? Còn cái người homeless mà ở Âu Mỹ thì họ không có cái kiểu cất nhà tạm bợ như vậy, cho nên họ chỉ có một là gầm cầu hay là shelter. Bên Úc gọi là shelter không? Shelter là khỏi nói là còn nếu họ muốn đi lang thang thì họ chỉ có cái sleeping bag rồi chung với dân chiếc cái gầm cầu hoặc là mấy cái trạm xe bus là xong. Cho nên người học Phật tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần, đó là tất cả chúng ta ở đây bao nhiêu tuổi trên đầu, bao nhiêu thứ tóc, chuyện đó là chuyện không có quan trọng đối với tôi. Mà cái gì mà tôi muốn nói đây là gì? Làm ơn nhớ là giùm tôi cái hành trình nào mà chúng ta đã từ đó ra đi và có mặt tại đây. Tôi nói tiếp việc ở đây có nghe kịp không? Dạ. Ok. Chúng ta phải nhớ lại cái hành trình nào mà từ đó chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta từ bụng mẹ, trước hết là từ cái photos, từ cái phôi đúng không? Rồi chúng ta tự hình tay chân, rồi sau đó chúng ta có nguyên một thân hình và chúng ta sống trực tiếp nhờ vào mẹ đúng không? Sống nhờ, khi chúng ta là một đứa hài nhi, một đứa bé trong bụng mẹ, chúng ta sống bằng cái gì của mẹ? Chính xác. Và cái việc đầu tiên khi ra khỏi bụng mẹ là bà mụ làm cái gì? Cắt nhau đó, các chị biết không? Cái giác dao đó nó có giá trị lịch sử chứ không phải tầm thường, bởi vì nó đã chính thức chấm hết một cái giai đoạn bị đô hộ 100%. Nghe kịp không? Chúng ta không còn phải mắc miếu gì cái chuyện mà má cho thì con sống, mà má không cho thì con chết. Nghe kịp không? Bởi vì từ đây về sau tôi đã có cái mồm của tôi, nếu bây giờ mẹ sanh ra mà mẹ lăn đùng ra mẹ nguyên thiên thì đứa bé sống được không? Được chứ, được, sống lắc đầu. Tôi từng hỏi một đứa bé của mình nó vẫn trả lời được á, tôi cho biết. Thì khi mà nó đã ra khỏi mẹ rồi đó thì nó không còn quan hệ mẹ với nó, quan hệ với mẹ không qua một cái cũng đúng nữa, thì lúc đó cái khả năng độc lập của nó lớn hơn lúc nó trong bụng đúng không? Rồi sau đó khi mà nó bắt đầu nó biết ăn baby food và là bắt đầu cái khả năng độc lập nó lớn hơn, và khi nó biết tự nhai tự nuốt những thức ăn cứng và nó biết đi biết chạy thì càng lúc cái khả năng độc lập của nó càng lúc càng lớn dần. Tất cả chúng ta ở đây cũng y chang như vậy. Buổi đầu chúng ta không biết cái gì hết, chúng ta đến với đạo chúng ta là một đứa bé hoàn toàn là sống nhờ vào cái nhau với sư phụ. Cái nhau đó là gì?
ăn rồi phải alo suốt ngày. Alo suốt ngày. Nghe sư phụ mà vừa về là lết ra phi trường đón về nhà, hỏi tùm lum hết á. Cái đó được gọi là còn dính nhau. Nhưng có một lúc chúng ta lâu lâu gặp sư phụ một lần thôi, tôi gọi đó là wireless meditation, tức là không cần dây. Rồi có một ngày chúng ta thử tưởng tượng đi, cái quan hệ giữa chúng ta với Đức Phật có giống như quan hệ của ta với sư phụ không? Ví dụ như ngài Viên Minh có giống không? Bởi vì ngài Viên Minh ít ra mình còn thấy ngài trên YouTube, mình còn thấy ngài ở trên phone, đúng không? Nhưng mà Đức Phật thì không. Mà tại sao mình vẫn thờ đến ngài? Bởi vì giữa mình với ngài đó có một cái quan hệ wireless, đúng chưa? Cái quan trọng ở đây đó là chúng ta có khả năng tự lớn lên, tự nuôi lớn mình hay không, đó là chuyện rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao trong 14 ngày này tôi muốn khi mà tôi ra khỏi cái Sydney này, ra khỏi nước Úc, bà con phải là những người có khả năng wireless, không phải với tôi mà với sư phụ. Mà các vị ở đây đều xài dây internet, các vị biết muốn thâm nhập vào một cái phone hay là muốn sử dụng một cái iPad và cái laptop, người ta chỉ đầu tiên là mình phải có cái passcode hoặc là cái password, đúng không? Các vị cách xa người ta một đại dương, nhưng mà nếu người ta muốn, các vị có thể đi vào album của người ta để các vị xem mọi thứ trong đó, đúng không? Vì chúng ta có passport. Chúng ta mang tiếng là Phật tử, nhưng mà từ rất lâu, mấy chục năm nay, chúng ta không có tìm ra được cái passport của Đức Phật. Có hiểu không? Thế là một đời vung sới nỗi sầu. Chúng ta có một đời phải hiểu lòng Đức Phật. Chúng ta hiểu lòng Đức Phật xíu. Phật không hề nói như vậy. Mà chúng ta cứ dựa vào cái bản kinh chúng ta đọc rồi chúng ta hiểu như vậy. Ngày hôm qua, đêm hôm qua có trong buổi nói chuyện với bà con này, tôi có nói mỗi người trong chúng ta ở đây, chúng ta đến với cuộc đời này, từ cái bụng mẹ bước ra, chúng ta đã có vô số thứ rất là riêng tư. Đó là tiền nghiệp, đó là kiến thức. Khi lớn lên đi vào đời, chúng ta có kiến thức, chúng ta có bao nhiêu là cái thu nạp được từ xã hội, từ học đường, từ thầy cô, từ sách báo, từ bao nhiêu phương tiện truyền thông đại chúng. Chúng ta có rất là nhiều thứ. Tất cả những thứ tiền nghiệp quá khứ cộng với kiến thức hiện tại cộng với những cái mối quan hệ trong xã hội, tất cả nó làm nên một cái background, một cái nền tảng tâm thức, một cái nền tảng nhận thức cho mình, nghe kịp không? Với nền tảng đó, khi anh đọc một cuốn sách đó, anh có cái hiểu khác người ta không? Hiểu có hiểu tôi nói gì không? Trước mặt một sư phụ, chúng ta có cái cách cảm nhận khác nhau vì cái vốn liếng của chúng ta không giống cái thằng cha kia, thằng tí không phải là thằng tèo, mặc dù hai đứa cùng cha cùng mẹ, nghe kịp chưa? Cho nên có một cái điểm đầu, có một cái mẫu số chung của những người Phật tử, đó là chuyện đầu tiên anh phải có căn bản giáo lý. Như vậy giữa tôi với anh có chuyện với ngồi với nói chuyện với nhau, chúng ta có cùng mẫu số, chúng ta có cùng một, có một cái điểm đồng, có điểm đồng, có một mẫu số chung, chúng ta mới phải đi đến một tiếng nói chung, chúng ta mới có một sự đồng thuận. Tôi nói có nhanh lắm không? Ráng là nghe. Cho nên ấy, trong 14 ngày này, chuyện đầu tiên là bà con phải có cho bằng được cái 3 ngày đầu tiên, chúng ta phải có một cái vốn liếng tối thiểu về Phật học. Để làm chi? Để trước hết á, khi mở ra một trang kinh, chúng ta không phải lệ thuộc trang kinh một cách 100% như đứa bé đang bú mình. Để tôi nói gì không? Ở đây bà con đây trước mặt tôi là dân ngoại ngữ, tôi nói cho nghe một chuyện không bị hết hồn rồi. Đa phần Phật tử trong nước cứ ôm chặt cái cuốn kinh của ngài Minh Châu. Ngài dịch như thế nào thì cứ theo đó mà hiểu, không hiểu là từ điển Hán Việt ra. Trên đời này không có cái gì mà nó tào lao cho bằng hiểu, đọc hiểu kinh bạn bằng từ điển Hán Việt. Các vị có đọc commentary của Tâm Đạn, các vị có thấy hết hồn. Các hiểu tôi nói gì không? Thứ hai, các bạn thứ hai, những bà con nào mà tự cho mình là cựu đạo, để tử ngày hộ tông, ngày trên, ngày thông khang, thì cứ ôm chặt mấy cuốn kinh đó. Ngoài mấy cái cuốn đó ra là tào lao, các vị nghe kịp không? Đây lại là cái bệnh thứ hai. Cái bệnh thứ ba, sách dép chạy ra ngoài Việt Biên, biết được ngoại ngữ và chỉ biết có sách ngoại ngữ không? Anh, Đức, Pháp, Nhật, Ý, Tây Ban Nha, Tàu, Hy Lạp. Chúng ta quên một chuyện đó là muốn đọc kiều phải biết tiếng Việt. Có hiểu không? Yeah. Muốn hiểu được cái hay của cụ Nguyễn Du thì làm ơn học tiếng Việt. Chứ còn nếu mà đọc kiều mà qua bản tiếng Pháp của Krezak thì tới rằm tháng 8 cũng chưa thấy được cái hay của cụ Nguyễn Du. Có nghe kịp không? Ví dụ như xè xè nó đất bên đài, vòng vòng ngò cỏ nửa dài nửa xanh, nếu vậy được tiếng Pháp vậy là kiều đang đi toilet.
dầu dầu đó mà xe xe nó đất mà nàng dầu dầu có đứa bạn nói toilet là cái gì đó được gọi là restroom sinh thái. Trong khi nếu mà mình biết tiếng Việt Nam ấy, mình đọc từ của quân chúng nó hay dữ lắm, hay chết bỏ, hay dữ lắm. Và nó nghe nó biết mà như chúng ta từ ngoại ngữ tôi đọc tôi đỏ mặt. Chỗ trang nghiêm tôi không có đem cái chuyện bê bối ra đây, nhưng mà không nói mà con ngủ chết. Tôi 24 giờ không muốn ngủ, có biết không? Đến hôm qua tôi cũng ngủ được khớp khớp như vậy, tôi chỉ ngủ chập chờn, ngủ giống như kiểu mà canh lá ma vậy. Cứ có khách viếng tới là đáp lễ xong rồi ngủ tiếp, mà nó buồn ngủ cũng chết luôn. Cho nên bữa học ra hoàn toàn là may rủi, có nghĩa là trẫm thức thì nắm giả, trẫm buồn ngủ rồi nắm than. Ok, bây giờ thì tôi phải đành bắt buộc phải làm một việc mà quý vị không hề muốn, đó là phải chịu khó ghi chép. Dạ, phải ghi chép. Nhưng mà dĩ nhiên với tôi, cái việc ghi rất là gọn. Ghi rất là gọn. Ở đây để tôi ghi, tôi không có tin đây hết. Ok. Cái bản này. Tôi biết không chạy lại. Tôi đi về không bị cái này hoài cái gì nữa. Này, bà con phải tạm thời chấp nhận cái mà tôi đưa ra nghe kịp không? Khi tôi đi, tôi dựng bà con bốn cây cột làm cái máy. Khi tôi đi, bà con tháo dục, mà đứt thì dục á, bà con tháo ra từng cây, bà con đút cây mới vô. Nghe hiểu không? Làm ơn không nên dùng cái. Tháo cây thứ nhất, đưa cái cây bằng cái ông vô. Cây thứ hai cũng vậy. Ngay cả cái cây bằng vàng, bằng ngọc cũng theo cách đó. Rút cái cây cà dớn của tôi ra, đút cái cây bằng vàng vô. Nhưng mà chỉ đầu tiên phải có cái khung nhà bằng tre đó thôi, đấy các bạn. Nghe hiểu không? Đó là cái quan trọng. Bây giờ bà con ghi xong rồi thì bà con nói tôi giải thích nha. Mua vé máy bay, kiếm thêm thầy khác. Khỏi thờ nữa. Trung bình một cây vậy chắc khoảng 1.000 đồng hả? Cây 1.000. Ở trong nước nhiều thợ làm nhà lắm. Ở đâu tôi cũng bắt đầu bằng cái này hết. Bởi vì phải có cái này. Làm ơn đừng có lười. Làm ơn ghi giùm cái sườn này đi rồi bà con sẽ hết hồn. Khi mà 14 ngày nữa mình sẽ học có cái bản này không à. Và đây là cái sườn để chúng ta trả lời 4 câu hỏi lớn nhất sau đây. Nghe nè. Tôi là ai? Ở đâu tôi tới? Tôi sẽ đi về đâu và bây giờ tôi phải làm cái gì thì để trả lời 4 câu đó chỉ mà đi bằng cái này thôi. Và tôi nói luôn một chuyện nữa, tất cả những ai ngồi đây đã từng học anatomy, từng học biology, từng học psychology của khoa học hiện đại thì hoàn toàn có thể chấp nhận cái này, bởi vì ráp nó vô nó không hề phản bội, nó không hề làm sốc quý vị. Bởi vì cái quan trọng nhất là chúng ta tiếp cận cái gì. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, Phật pháp về lý thuyết hay là về thực hành,
Về lý thuyết hay về thực hành chỉ giải quyết có hai vấn đề thôi, một là what hay là how, anh học cái gì và anh học kiểu gì. Nó nghe hiểu không? Anh học cái gì có nghĩa là anh học Phật pháp Nam hay là Bắc Tông, anh học Hán Tạng hay là Pali Tạng, anh học cái đó của thầy nào, cái đó gọi là what. Còn cái how là sao, là anh học kiểu gì, anh học kiểu gì, anh học online hay là anh học trực tiếp, và người thầy nó dạy cho anh ra sao, cái cấp như thế nào, gọi là how nha. Cho nên toàn bộ Phật pháp chỉ có dừng lại trong chữ what và chữ how mà thôi, chứ không có cái gì, không có cái khác. Và hôm nay chúng tôi cung cấp, đầu tiên tôi cung cấp cho các vị chữ what. Không có cái what này thì các vị không có thể đi lại, đi lại một chữ còn lại là chữ how. Và một chữ nữa, không biết what thì làm sao biết how. What có nghĩa là cái bản chất, còn cái how là cái activity. Hiểu từ đó không? Cái đó mà tôi dịch mà tôi giải thích nha. Bây giờ là từ điển ra không, không từ điển là hết thì cũng thế này. Được chưa? Như vậy thì cái gọi là chúng sanh trong đời, từ vị Phật cho đến con ruồi, từ vị Phật cho đến con ruồi thì chỉ gom gọn trong bao nhiêu đó thôi. Có nghĩa là mỗi chúng sanh gồm có hai phần, đó là thân và tâm. Thân ở đây thì gồm có 4 cộng 24, 4 thì tức là 4 đại, đất, nước, lửa, gió. Còn tâm, còn 24 ở đây là gì? 24 đây tức là những cái phụ, những cái thành tố được tạo ra từ những phụ tố hay là những thành tố được tạo ra từ 4 đại thì gọi là số 24 đó, gọi là y đại sinh. Nghe kiểu không? Nó hơi nhức đầu nhưng mà tôi xin hứa, có lẽ đây là lớp A Tỳ Đàm duy nhất mà ngắn gọn như vậy mà dễ nghe như vậy. Tại ở đây tôi cố tránh tuyệt đối những cái thuật ngữ, cái terminology tôi tránh tuyệt đối. Tôi không có dùng những thuật ngữ đó, bà con về tự đọc coi nha, tự đọc thêm. Ở đây tôi chỉ nói vắn tắt là thế giới này gồm cái hai phần, thế giới này gồm cái hai phần, thế giới này gồm cái hai phần. Thế giới này, dạ, thế giới thế giới này gồm, thế giới này gồm cái chúng sanh và vũ trụ nha, đã tôi nghiên cứu. Chứ thế giới này gồm cái chúng sanh và vũ trụ thì trong đó đó nó chỉ gồm cái hai phần thôi, đó là phần. Gọi theo ngoài đời nó hay kỳ chút, cái chữ tôi không muốn dùng, đó là phần hồn, phần xác. Có nghĩa là dầu là mặt trời, mặt trăng, tinh tú, vũ trụ cho đến cây, cỏ, đất, đá, kinh rạch, sông hồ, chim muông, súc vật, các loài bò, bay, mái, cửa đều không có nằm ngoài cái mà tôi vừa ghi đó. Nhớ nha, nhớ. Ví dụ như hỏi núi sông nó từ đâu, thì mình chỉ nói núi sông nó được cấu tạo bởi đất nước lửa gió thôi. Còn cái nguyên nhân nào mà có núi sông thì trong kinh cho mình hai cái lý do, nhưng mà cái chánh, có cái chánh là cái phụ, cái chánh vẫn là duyên nghiệp của chúng sinh. Có nghe kịp không? Chính duyên nghiệp chúng sinh nó mới có cây cỏ đất đá như mình thấy. Đó là cái nhân xa. Còn nhân gần thì bắt buộc chúng ta phải nhờ tới khoa học, hiểu không? Tức là vì đâu có kim cương, vì có áp suất, vì có nhiệt độ với kim cương, rồi cái than, cái dương sĩ, đó là cái chuyện gần. Nhưng mà chuyện xa là do duyên nghiệp chúng sanh, nó mới có mọi thứ. Rồi từ cái chuyện mà nó có mọi thứ, nó mới nảy ra bao nhiêu cái nhánh khác, thì hiểu không? Tôi sẽ chứng minh cho bà con biết tại sao chính cái duyên nghiệp của chúng sanh nó tạo ra mọi thứ. Tôi hỏi bà con một câu nha. Các vị có đồng ý với tôi rằng có những cái vùng đất trên thế giới mà ngày xưa khoa học chứng minh rằng ngày xưa nó có một thời nó rất là trù phú, có biết gì không? Và khi nó trù phú như vậy thì cái điều kiện ecology ở đó, điều kiện weather ở đó, nó thích hợp cho những cái loại động vật và thực vật nào. Hôm nay cái ecology system đó nó không còn nữa, cho nên những cái loại động vật thực vật đó nó không còn nữa, đúng không? Yeah. Bây giờ hiểu chưa? Yeah. Rồi, chưa hết. Các vị phải đồng ý với tôi một chuyện. Sự có mặt của một số sinh vật gồm có động và thực vật, nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của con người ở đó, đúng không? Dạ, yeah, đúng. Có hiểu đó không? Dạ, yeah, hiểu. Chứ không phải mình nghĩ rằng ô cái cây đó nó mọc trong rừng, cái chỗ đó đâu có ai đâu, đâu có phải là do duyên nghiệp chúng sanh. Sai. Gần và xa, gần những cái cây cối ở đó nó ảnh hưởng đến những cái loài ở chung quanh rồi trong bên trong lòng nó. Thứ hai là ảnh hưởng xa là sao, nó có những cái thứ trong cái điều kiện nhiệt độ đó, trong điều kiện đất đai thổ nhưỡng đó, nó mới có cái loại cây đó để chi, để nó có những cái dược tính mà nó chữa trị cho đám người ở ngoài này. Và đám ngoài này mà tại sao phải bị bệnh, mà tại sao nếu mà mình có phước mà đâu cần bệnh, mà nếu không bệnh thì mình đâu có cần thuốc, đúng không? Nhưng mà duyên nghiệp sanh nó không đơn giản như vậy, do nó tạo một cái nghiệp gì đó.
cho nên bây giờ nó phải bị bệnh. Nhưng mà do nó tạo cái phước gì đó cho nên bây giờ cái bệnh đó nó có được cái giải pháp, mà cái giải pháp nó phải lệ thuộc vào cái dụng đất đó. Nghe hiểu nó, nghe tôi nói hiểu nó ràng nó chằng chính như vậy. Cho nên nói theo kinh Phật, một chiếc lá me nhỏ xíu rớt, một chiếc lá điệp nhỏ xíu rớt trên sân trường, mình tưởng rằng nó không có ảnh hưởng cái gì trên trời đất, sai. Ảnh hưởng cả tâm lý và sinh lý. Vì sao vậy? Vì bây giờ nó ảnh hưởng sinh lý trước đi. Tại sao cái cây điệp đó nó mọc ở vùng đất này mà không mọc ở vùng đất khác? Cái kiểu chưa? Tới đây nó bắt đầu hiểu chưa? Yeah. Tại sao cái cây đó, cái điệp nó không mọc, cây điệp, cái phượng tím nó chỉ mọc được ở Úc, ví dụ như vậy, mà tại sao không mọc ở chỗ khác? Bởi vì cái đất ở đây, cái điều kiện nhiệt độ ở đây nó tạo, nó là cái chỗ sinh trưởng cho loại cây đó. Một gì? Thứ hai, có ai dám nói chiếc lá me nó không ảnh hưởng tâm lý chúng ta? Nghỉ học mai sau mở cái tập lưu bút ra, mở tình cờ thấy một cái lá me trong đó, một sợi tóc thôi, một ly chanh đường trên con đường di đăng cây dài 4 mét, nó lớn chuyện lắm chứ mày không. Tôi nói hoài các vị biết, bà xã mình sợi tóc, bà tóc ngắn, mình đi công chuyện về thấy trên gối có sợi tóc dài, nhà trái. Cho nên trong vũ trụ không hề có cái gì là nhỏ hết quý vị, không hề có cái gì là nhỏ hết. Mọi thứ nó quan hệ, nó tồn tại trong cái mối tương duyên rất là chặt chẽ với nhau. Tôi hay hỏi đồ tử, các vị tin là người ta bị xe cán chết, mà các vị có tin là bị thề thịt đè chết chưa đó? Thật. Chỉ 1 gram thịt đó là một nốt ruồi, vì nốt ruồi nó cưới nó về sánh mặt một đời. Cho nên theo trong kinh điển Phật pháp thì không có cái gì trên đời này là tự có, mọi thứ đều là do nhân duyên mà có. Và cái này mới ghê nè, mọi thứ do nhân duyên mà có, đó là định đề 1, định đề 2. Mọi thứ do nhân duyên được có, và chính nó lại là nhân duyên cho vô số thứ khác. Đây là lý do tại sao Du phải nói năng và suy tư cẩn thận. Vì sao? Vì một câu nói của Du, ánh mắt thấy quýt lườm liếc của Du, một nụ cười điểu của Du đủ để làm tan nát một đời. Cho nên ở đây mình thấy vũ trụ hay chúng sanh gom gọn lại, nó gồm cái hai phần, đó là phần hồn và phần xác. Thì phần xác tôi đã nói rồi, đó là đất nước lửa gió và 24 thứ đi ra từ nó. 24 thứ đó là gì? Hormone nam nữ, testosterone nam nữ, đúng không? Rồi thì là những cái biểu lộ, những cái tình trạng, những trạng thái của sắc pháp đều được gọi là sắc pháp. Ví dụ như cái trạng thái balance, cái khả năng flexible, những cái đó bản thân nó không phải là một thứ vật chất, nhưng mà vì nó dựa trên vật chất mà có, nó chỉ có trên nền tảng vật chất, cho nên những cái đó cũng được gọi là sắc pháp. Nghe kịp chưa? Thì như vậy cái được gọi là sắc pháp hay gọi là phần xác hay gọi là cái phần vật chất, nó được dựa trên 28 thứ, trong đó cái căn bản vẫn là 4 đại, đất lửa gió và 24 thứ được đi ra từ đó. Này phải coi trong sách thêm nha. Bây giờ ở đây bắt buộc tôi phải cho quý vị một định nghĩa về 4 đại là gì. Alo, tôi phải nói bà con rằng tôi có liếc mắt qua bản dịch của một số ngoại ngữ Tây Phương, tôi thấy họ bị một vấn đề rất lớn khi mà họ dịch 4 đại bằng chữ Pali. Ví dụ như cái chữ đất, cái chữ Patawi ở trong tiếng Pali, dầu dịch qua tiếng gì đi nữa, âm pháp đức thì những cái chữ đó nó vốn dĩ không có lột tả được cái chữ Patawi theo cái tinh thần của kinh điển, nghe kịp không? Bởi vì cái chữ Patawi nếu mà dịch sát thì là đất theo cái điển, nhưng mà khổ thay, nếu mình hiểu đất nước lửa gió mà chữ đất đó mình hiểu theo nghĩa là đất thông thường là sôi là ớt thì không cũng được. Bởi vì cái đất ở trong giáo lý mà Đức Phật ngài dạy nó là trạng thái, chứ không phải là nó là something. Trạng thái là gì? Cứng, mềm, nặng, nhẹ, mịn, nhám. Nhớ nha, cứng, mềm, nặng, nhẹ, mịn, nhám, cái đó được gọi là đất. Cái đất ở đây mình không thể hiểu theo cái nghĩa là sôi lỡ như mình thường thấy nha, nhớ cái đó. Như vậy thì cứng, mềm, nặng, nhẹ, mịn, nhám, và cái chỗ này bắt đầu vô nhức đầu này, cái này nhức đầu này. Vật chất được tạo ra bởi 4 đại, đất nước lửa gió. Và đất nước lửa gió nó phân tích cho rốt ráo, nó chỉ là những trạng thái trừu tượng thôi. Có hiểu không? Có hiểu không? Tức là mình sờ cái bàn, thấy cái bàn đó là cái đó rất là cụ thể, đúng không? Nhưng mà thật ra nó được tạo nên bởi những cái thứ mà mình gọi là vật chất hay là sắc pháp.
thì những cái thứ sẽ vật chất cái sản phẩm đó nếu mà chia sẻ ra hàng triệu hàng tỷ lần thì nó chỉ còn là những trạng thái thôi. Đó là lý do tại sao gọi là sắc tức thì không, vạn hữu giai không là như vậy. Có nghĩa là phân tích ra đến tận cùng tận cùng. Ví dụ như một cái chiếc lá me hay là một sợi tóc nhỏ xíu nhưng mà nó nhỏ ở cái mức mà mình có thể nhìn thấy nó được thì mình gọi tên. Nhưng nếu một cái lá me mình chia nó thành 1.000 lần thì mình có thể gọi tên được không? Nghe kịp không? Khi chia lá me ra thành 1.000 lần thì 1/1.000 ấy nó không còn tên nữa, nó quá nhỏ đi. Nó nhỏ đến mức đó mình không gọi là bụi được luôn nha. Chỉ còn gọi theo cái từ tiếng Phạn là paramanu, tức là vi trần, gọi là gọi theo tiếng Hy Lạp nó kêu là atome. Ở đây ra biết chữ đó không? Atome là không có chia ra được nữa, cái hiểu không? Không có chia ra được nữa. Thì cái xuất sắc, cái quan trọng của cái giáo lý Đà nó nằm ở chỗ là nếu mình học như con két, mình học toàn là số không thì mình thấy nó chỉ làm nhức đầu và không hỗ trợ gì cho cái chuyện của mình hết. Nhưng mà nếu mà mình cái cách mình approach, cái cách tiếp cận với Adidas theo một cái hướng mà nó hơi nói là hơi nặng, nó thông minh hơn chút thì mình sẽ thấy rằng khi mình học Adidas chính là mình đang học, mình đang làm một chuyến hành hương ngược nguồn về con người của mình. Và tất cả những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm đụng mỗi ngày, mình vốn dĩ mình không hiểu lắm, không hiểu nhiều lắm về những thứ mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, từ đó nó mới tạo nên cái gọi là điên đạo vọng tưởng. Tôi phải nói 1.000 lần mà sợ bà con cứ đơ cái mặt ra, tôi phải nhắc lại một lần nữa. Có hàng trăm hàng ngàn thế hệ người mang danh là Phật tử nhưng đã không ngừng hiểu sai, hiểu lầm và nói oan cho Đức Phật. Khi mà họ hiểu lầm cái này, họ hiểu lầm rằng đó là đạo Phật dạy đời là bể khổ, đời là bị đắm, đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời, nó hiểu đấy. Nhưng mà tôi xin thưa với bà con, đó là tạc lát, không có cái kinh nào dạy đời là bể khổ hết. Tất cả những gì mà Đức Phật dạy cho mình đó không phải là để cho mình chán, mình sợ, sợ cuộc đời, mà là để cho mình đừng có ôm cuộc đời. Hai cái này có phân biệt được không? Khi nào ngày đó ngày bôi đen cuộc đời, ngày bôi tro trét trấu cuộc đời đó thì mình mới gọi là ngày nói xấu cuộc đời. Đức Phật không có nói xấu cuộc đời, ngày không có muốn làm cho mình sợ mình chán, mà ngày chỉ nói cho mình đừng có ôm, đừng có cầm nữa. Và ngày giải rất là rõ, nếu cần thì chỉ cầm đừng có siết. Khi không siết là không đã nảy sinh vấn đề, nghe hiểu không? Các vị có phân biệt được cái duty và chữ burden không? Burden là gì? Còn cái duty là cái mền để đắp ấm chứ mà để trùm cho ngọt, hiểu được đó. Mình cưới nhau về để mình thương, mình nhắm thương được. Người ta nói cưới được cái người mình thương là may mắn, mà thương được đứa lỡ cưới là trình độ. Hiểu hai cái đó khác nhau. Mình thương được cái đứa mà mình cưới á, mình cưới cái đứa mình thương là lucky. Nhưng mà mình thương được cái đứa mình lỡ cưới, đó là trình độ. Thầy Mỹ nói con câu rất là hay: kiếm tiền là năng lực, mà xài tiền là văn hóa. Cái đấy nó phải phân biệt. Cho nên đừng có nói quan là Phật bôi đen cuộc đời, Phật không hề nói xấu cuộc đời, Phật không có bôi tro trét trong cuộc đời, Phật không hề nói cuộc đời này là đắng, là dơ, là xấu. Không có. Phật chỉ nói cho biết rằng những thứ mà con thấy là đẹp, là dơ, là sạch, là xấu, là hay, là dở, là điều điên đảo vọng tưởng. Ngài chỉ nói cho mình biết rằng con đang cố tình ôm ấp một giọt sương sớm. Nghe kịp không? Đức Phật không nói xấu giọt sương là dơ. Nên nhớ nha, Đức Phật không nói giọt sương là dơ, mà Ngài chỉ nói rằng con ôm được nó không? Tuyết trên đỉnh, nhìn đi con nhìn thì ok, con giữ một cái distance, một cái khoảng cách hợp lý thì ok. Ta không có nói xấu tuyết, nhưng mà ta thấy con bắt đầu con xúc từng đống con tha về nhà con trai rồi, mà thấy con ngu rồi đó. Có hiểu không? Như Lai không hề nói xấu tuyết, Như Lai chỉ nói rằng cái thái độ yêu tuyết của con là tào lao, là điên đảo vọng tưởng. Cho nên Phật không hề nói xấu cuộc đời là bể khổ. Cái điều quan trọng mình nói thế này: những cái mà con thương thích ghét sợ, nó vốn dĩ không có gì đáng để con thương thích ghét sợ. Và con hãy nhớ cái này: thích ở đâu ghét nằm là sao đó,
khổ ở đâu thì cái sướng ở đâu thì cái khổ nằm ngay đằng sau đó. Tin tôi đi, kẻ nào còn quá nhiều niềm đam mê thì kẻ đó còn rất là nhiều cái điều đau khổ. Tôi chứng minh thế này, khoái êm ấm thì gặp lạnh lẽo chịu không nổi, khoái nuông chiều thì khi gặp bạc đãi chịu không nổi, khoái khen bị chúng chửi chịu không nổi. Tin tôi đi, tôi giờ tôi trai rồi khen tôi trơ bởi vì tôi bị chửi em. Tin tôi đi, có nghĩa là kẻ nào có quá nhiều cái niềm đam mê thì kẻ đó phải bị một cái giá, đó là kẻ đó phải trả giá cho rất nhiều niềm đau khổ. Người ta nói người lính là một, người tù là hai, đó là những người đàn ông có bản lĩnh. Là bởi vì sao? Vì họ đã nếm trải tận cùng cái bị đánh nhân gian. Bên mấy xứ Nam Tông như là Thái, Miên, Lào, Miến, một người thanh niên, một người đàn ông mà sau mấy tháng, một vài năm đi tu ở ra ngoài có giá dễ kiếm vợ. Nhưng mà bên Nam Hàn lại khác, đàn ông trải qua một đời quân ngũ dòng vài năm ra đời dễ kiếm gỡ. Vì sao? Người ta tin rằng về mặt tâm tinh thần thì mấy xứ quốc giáo họ chuộng, mấy thầy chùa hoàn tục, vì cha để ra cũng còn có chỗ kia lên nếu mà chẳng có xấu tệ. Nhưng mà về mặt tin, về mặt thể lý thì người Nam Hàn họ tin rằng người đàn ông sau khi trải qua những ngày tháng quân ngũ thì anh ta được tôi luyện thao trường đổ mồ hôi, xa trường bớt đổ máu. Cái nguyên tắc đó là ngay một người tân binh ngày đầu tiên trong quân trường họ được dạy như vậy. Cho nên họ đã nếm trải nhiều thứ, cho nên một ngày do nếm trải nhiều thứ trong quân trường cho nên họ ra ngoài xa trường và chiến trường họ khá hơn. Và người từ xuất thân từ thao trường rồi quân trường rồi trở về chốn tình trường thì dĩ nhiên là họ là khá hơn. Thương trường cũng dù tình trường hay thương trường hay chính trường thì một người lính họ vẫn, hoặc là một người tù họ có bản lĩnh. Vì sao? Vì họ đã quen với cái đắng và cái ngọt, hiểu không? Còn cái kẻ nào quá nhạy cảm với cái đắng thì kẻ sẽ bị nhạy cảm với cái ngọt, càng nhạy cảm với cái ngọt thì sẽ rất dễ nhạy cảm với cái đắng, đó là cái giá phải trả. Cho nên theo trong A Di Đà nói rằng một người chứng tam thiền họ không còn buồn và vui, người chứng tứ thiền không còn khổ và lạc, người chứng tứ đang họ đang nhập trong tứ thiền á, chân bị cắt đôi họ không biết. Cái đó là cái chiều sâu mà mình phải để ý đó. Các vị có thể tin Phật pháp ở mức nào tôi không biết, nhưng mà đây là những điểm của đạo Phật mà mình phải lưu ý. Phật đã dạy rằng buồn vui là một cặp, khổ sướng là một cặp, thích ghét là một cặp, thiện ác là một cặp, xâm người diệt là cặp, xâm diệt có là phải mất, đó là một cặp. Cho nên học cái A Di Đà để biết được rằng là mình được cấu tạo ra sao nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là vũ trụ hay chúng sanh nó gồm một phần đầu tiên, đó là phần sắc pháp, là phần vật chất. Thì vật chất ở đây nó gồm có bốn đại và 24 cái sắc pháp, 24 thành tố vật chất được tạo ra từ số 4 đó. Đầu tiên là học về đất trước, thứ hai là học về nước. Nước ở đây không phải là water, không phải là ô, không phải là water trong ngôn ngữ Tây phương, mà nó là cái trạng thái tan chảy, ngưng tụ và kết dính. Ta gọi đó là nước.